Chúng ta đều biết là từ khi iPhone 12 ra mắt thì nhà Apple đã cắt đi cả cục sạc, và cả iPhone 13 cũng tương tự như thế. Thì cái việc này nó mở ra một cái ngành hoàn toàn mới, đó là ngành phụ kiện chính hãng dành cho Apple. Và cái ngành này gọi là một cái thị trường cực kỳ béo bở vì rất nhiều bên muốn chui vào, nhưng mà không phải cái nào cũng thực sự tốt. Đầu tiên là chúng ta, nếu như mà chúng ta muốn mua hàng của Authentic của nhà Apple luôn thì cái mức giá nó sẽ rất là đắt, và gọi là thế nào nhỉ? Mình cảm thấy cái việc đấy đôi khi nó hơi phí á, vì vẫn có rất là nhiều hãng thứ ba họ có những cái sản phẩm có chất lượng cực kỳ tốt mà vẫn được cung cấp đầy đủ các cái chứng nhận của nhà Apple, thì tại sao chúng ta không sử dụng nhỉ? Và với một người đã phải sử dụng rất là nhiều sản phẩm của chính hãng lẫn của hãng thứ ba rồi tất cả mọi nơi, thì mình nghĩ là những hãng thứ ba hoàn toàn ổn, thậm chí có một vài bên nó gọi là nó có chất lượng vượt trội so với mức giá luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai sản phẩm của nhà Belkin và nhà Morphin. Cái này gồm một cái dây sạc và một cái củ sạc đảm bảo cân mọi thể loại iPhone luôn. Đây, thì đây là cái cục sạc và cái dây sạc của chúng ta. Ok, bắt đầu thôi. Và chào mừng quay lại với kênh Thế Giới Phụ Kiện. Đầu tiên để mình mở hai sản phẩm ra cho các bạn coi nha, thì mình xin nhắc lại là đây là hai sản phẩm bên thứ ba nhưng mà đã được cấp phép bởi Apple, và nó có bán trong cả Apple Store, cho nên về chất lượng hai con này hoàn toàn tuyệt vời. Con sạc Morphin này sẽ có cái công suất là cái củ sạc Morphin này sẽ có cái công suất là 20W. Nó tương đương với tất cả mọi thể loại sạc bây giờ mà nó gọi là nó nhanh nhất luôn á. Cái cục sạc của chúng ta thì nhìn sơ qua cũng rất là gọn gàng. Ở bên trong chỉ có đúng cái cục sạc thôi, và cái phần nhựa này nó sẽ làm giống như kiểu là để chống va đập ấy. Còn lại thì ở bên trong chả có cái phụ kiện gì cả. Hơi đáng tiếc một chút. Đó, cục sạc của chúng ta đây. Còn với cái sợi dây này thì các bạn có thể nhìn qua nhanh luôn. Đầu tiên chúng ta có cái tem chuẩn hàng Mỹ nha. Và cái này cũng được bán trực tiếp tại Apple Store. Nó không phải là một bên kiểu gọi là bên thứ ba mà kiểu gọi là làm lôm côm gì cả. Cái mức giá của nó cũng rất là dễ chịu. Ở bên trong thì chúng ta có cái dây sạc của chúng ta, nhìn cũng rất là cao cấp. Và con này được quảng cáo là có thể sạc cho iPhone 8 lên tới tận 50% trong vòng 30 phút. Và cái thông số nó cụ thể như thế nào thì tiếp tục nhá. Đầu tiên nhìn sơ qua cái cục sạc Morphin nha, nó sẽ có cái vỏ ngoài là nhựa trắng và bóng. Thì cái con này có cái chất liệu nhựa mình phải đánh giá là khá là tốt, khi mà mình gõ vào cảm giác rất là chắc, nó hoàn toàn không có bất kỳ chi tiết thừa hay là cái mấu nối mà gọi là bị chip nào cả. Này, các bạn có thể thấy ở đằng trước chúng ta có một cái mảng nhựa liền luôn, một mảng nhựa khối luôn á. Nhìn nó cứ gọi là phải gọi là sang trọng hết nấc. Đó, chúng ta sẽ có cái đầu sạc Type-C. Thì cái này một điểm rất là thông minh, tại vì cái đầu sạc USB thì giờ hơi lỗi thời chút, kiểu nhìn nó cũng không sang chảnh lắm. Ở khu vực bên dưới thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông tin gồm USB Type-C, adapter, bla bla bla, rất là nhiều thông tin ở đây. Và nó sẽ có công suất sạc là 20W. Thì cái công suất này là đảm bảo cho tất cả mọi thể loại, tại vì iPhone vẫn chưa hỗ trợ một cái chuẩn sạc nào cao hơn. Có thể là bản iPhone 13 sẽ được nâng cấp hay gì đó thì mình vẫn chưa có thông tin cụ thể. Nhưng mà với hiện giờ, con này là đủ xài cho bất kỳ dòng iPhone nào có trên thị trường, và nó vẫn có thể sạc những cái dòng điện thoại thấp hơn, khi mà cái cục sạc của nó công suất lớn nhất là 20W. Nhưng mà các bạn vẫn có thể sạc cho những cái dòng 15, 16W bình thường, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Tại vì con này là một con sạc xịn, nó vẫn giữ được cái chuẩn MFI của nhà Apple. Đó, nhìn về kích thước thì nó chỉ to hơn hai ngón tay một chút thôi. Nó sẽ lớn hơn cục sạc của nhà Apple thông thường một chút, nhưng mà mình nghĩ cái điều này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì cắm cái này nó vẫn rất là gọn gàng. Đó, các bạn có thể nhìn qua đây, rất là sang chảnh và xịn sò. Thì cái mức giá của con này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với cái dòng Authentic của nhà Apple. Con này chỉ có giá ở trên web hiện giờ vào cái ngày này mình đang quay, là hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2021, thì nó sẽ có mức giá là 490.000. Có thể là nó sẽ có tăng hoặc giảm trong tương lai thì mình chưa biết, nhưng mà với cái mức giá này thực sự rất dễ chịu, và con này vẫn còn đẹp nữa, cho nên mình nghĩ là đây là một trong những con adapter đáng mua để sử dụng cho những dòng iPhone hiện giờ nha. Khi sạc á, thì con này có 3 mức công suất đầu ra: 15W 5V 3A, 18W 9V 2.22A và 20W 12V 1.5A. Tiếp theo là cọng dây sạc của nhà Belkin. Thì con này được một cái là nó sẽ không giống với những dòng dây thông thường của nhà Apple á. Con này sẽ được bọc dù này và được làm gọi là chắc chắn hơn. Khi mà những cái dòng dây thông thường của nhà Apple á, thì nhìn nó sẽ rất là chanh xả, nhìn nó rất là trắng, nhìn nó rất là mịn. Nhưng mà con này sẽ bọc bằng dây dù và nó màu đen. Thì có lẽ là đôi người sẽ, có lẽ là một vài người sẽ không thích cái thiết kế này lắm, tại vì kiểu nhìn nó hơi cục mịch á. Nhưng con này sẽ đảm bảo được cho các bạn một cái điều là
con này sẽ bền hơn rất nhiều so với những cái dòng dây kia. Tại vì cái dòng này là dòng dây dù, đầu tiên là nó là dòng dây dù nữa. Cái thứ hai là những cái phần nhựa bảo vệ ở các cái khớp nối này. Khi mà các bạn xài dòng sạc của iPhone rồi thì các bạn đều biết là nó cực kỳ dễ đứt dây ngầm, và nó cái đầu của nó sẽ, nếu như các bạn sạc nhiều á, thì nó sẽ bị gọi là bị gãy, bị chóc, gọi là bị kiểu bị bắt nhịp á, giống kiểu nhiều người phải buộc cái dây lại hay là cầm đầu lắc thì nó mới vào điện được. Cái đầu của con này sẽ đảm bảo được một cái việc, nó sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng đấy. Tại vì những cái phần đầu của con này này, các bạn thấy không, nó được làm dư phần nhựa để nó đảm bảo cho cái việc là con này sẽ không bị gập đầu, và nó rất là cứng. Hai đầu của con này á sẽ là đầu C to Lightning, thì cái này nó sẽ cực kỳ phù hợp với cái dòng sạc mà mình vừa giới thiệu đó. Các bạn có thể cắm vào cực kỳ dễ dàng và đẹp, có nó chỉ là nó không chung màu thôi. Một trong những cái điểm hấp dẫn nhất của con này á là ở Apple Store Mỹ và ở trên web nó có giá là $25, tức là nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 500 đến 600 ngàn tiền Việt Nam. Nhưng nếu như các bạn mua chính hãng ở thế giới di động thì cái mức giá của con này chỉ có hơn 400 ngàn, gần 500 ngàn thôi. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có cái công suất của con này cực kỳ lớn, tận 30W. Thì chúng ta phải để ý là tất cả các dòng điện thoại của Apple hiện giờ phần lớn chỉ là 20W thôi, thì cái này là một cái điểm dư luôn. Tức là các bạn mua cái này, sau này mà lỡ như có những dòng điện thoại cao cấp hơn á thì các bạn vẫn dùng con này được, tại vì nó hỗ trợ tới tận 30W lận. Các điện thoại bây giờ chỉ có 20W thôi, thì các bạn mua con này về một lần là xài được vài năm luôn. Nó rất là lợi, và đặc biệt là con này rất là bền, cho nên là đây là một trong những con gọi là vừa rẻ vừa bền vừa ngon luôn. Chỉ có điều là tất nhiên là sẽ có nhiều người vẫn thích cái phong cách tối giản, cái ngoại hình của nhà Apple hơn, nhưng mà mình nghĩ là để cho cái tính chất lâu dài thì con này sẽ cực kỳ phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ phải kiểm chứng xem trong 30 phút cái cục sạc này sẽ sạc được bao nhiêu phần trăm. Và với chiếc iPhone 12 Pro Max thì khi mình test nó sạc được 48% sau 30 phút. Chỉ số chỉ sai là có 2% pin thôi. Và mình vừa giới thiệu xong cho các bạn hai sản phẩm, đó là một cái cục sạc của Morphin và một cái dây của Belkin. Thì hai sản phẩm này, combo này sẽ rơi vào đâu đó khoảng cỡ 1 triệu. Nếu như xét về giá trị sử dụng, hai con này có giá trị cực kỳ cao với những dòng điện thoại iPhone. Tại vì rõ ràng là cục sạc 20W này ít nhất cũng phải sử dụng được 2 năm nữa. Còn cái dây này á, thậm chí 3-4 năm vẫn được. Cái mức giá của bọn nó đưa ra cũng rất là rẻ, và vẫn có chuẩn MFI, tất cả mọi thứ vẫn được đảm bảo. Khi mà một bên thứ ba phải đạt được cái chuẩn MFI của nhà Apple thì mới được bán ở trên Apple Store mà, đúng không? Mà cái mức giá của nó lại rẻ hơn rất là nhiều đó. Cho nên là mua hai con này sẽ rất là lợi tiền và cực kỳ dễ chịu cho các bạn dùng iPhone. Nếu như các bạn muốn mua hai sản phẩm này thì mình sẽ đặt link ở bên dưới, và có bất kỳ câu hỏi nào về hai sản phẩm này hay về cái cục sạc nào hay về cái dây sạc nào phù hợp với nhà iPhone thì cũng cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi câu hỏi nhé. Và cảm ơn. Peace.